phần lớn những chuyện nửa này nửa nọ là những chuyện không tốt. Vì vậy chúng ta mới có những cái thành ngữ như thế này: nửa vàng, nửa thau, nửa nạc, nửa mỡ, nửa người, nửa ngợm. Cái tình trạng nửa này nửa nọ không thể có cơ hội nào cho chúng ta áp dụng ở trong những cái giá trị tuyệt đối. Ở trong giá trị tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chuyện nửa này nửa nọ. Và cái hình ảnh bắt cá hai tay là cái hình ảnh nhiều người đang áp dụng. Nhưng mà cái tham vọng của người là bắt cả hai tay mà muốn được cả hai con cơ. Tức là mỗi tay một con thì không thể nào bắt được cả. Thánh Gia Cơ cho chúng ta một cái ví sánh. Ông nói lời rất là rõ như thế này: có lẽ nào một cái suối kia đồng một mạch mà ra cả nước ngọt và nước đắng được sao? Hỡi anh chị em, cây vả có ra trái olive được sao? Cây nho có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được nữa. Bởi cái lưỡi chúng ta ngợi khen Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự ngợi khen và rủa sả. Hỡi anh chị em, không nên như vậy. Chân trong chân ngoài là một cái thế đứng không có đẹp. Đạo của Chúa dứt khoát, hoặc theo Chúa hoặc theo đời. Ánh sáng đến, bóng tối sẽ đi ra. Ở trong giá trị tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chuyện nửa này nửa nọ. Đó không phải là một điều chúng ta nên làm, mà là một điều răn Chúa dạy. Luật pháp đó chép như thế này: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Ngày xưa là một cái chọn lựa dứt khoát, theo Chúa hoặc không theo Chúa. Thì ngày hôm nay có những cái dạng gọi là compromise, để đưa vào đó những cái phương thức là nửa đời, nửa đạo. Chúa khẳng quyết như thế này: chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Ma môn ở đây là tiền bạc, thưa quý vị, là thần tài đó. Nếu chúng ta đặt những cái điều kiện tiền là cái câu trả lời cho mọi sự, tôi e rằng những tâm hồn đó không có một chỗ nào dành cho Chúa nữa cả. Thời kỳ chúng ta đang sống là thời kỳ vàng thau lẫn lộn. Chúa mưa trên trời xuống đó cho kẻ ác và người công bình. Nhưng hãy nhớ, sẽ có một ngày, sẽ có một thời điểm mà Chúa sẽ phân biệt ra dê với chiên. Chúa sẽ phân biệt ra lúa với cỏ lùng. Khi đó vàng là vàng, thau là thau, những cái kim loại khác sẽ được tách ra khỏi để chỉ còn có những cái giá trị thật. Roma đoạn 14 câu 12 và Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 5 cảnh cáo chúng ta như thế này: mỗi người trong chúng ta sẽ phải khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Họ sẽ phải khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Đạo của Chúa dứt khoát, hoặc theo Chúa hoặc theo đời. Ánh sáng đến, bóng tối sẽ đi ra. Ở trong giá trị tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chuyện nửa này nửa nọ. Quý vị đang có những giá trị tuyệt đối để theo đuổi trong đời sống của mình. Đạo của Chúa dứt khoát, hoặc theo Chúa hoặc theo đời. Ánh sáng đến, bóng tối sẽ đi ra. Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa.
xin cho con biết thân thưa, lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giao cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời là những chuyến tình yêu. Cho con môi thắm nét cười, lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sẵn ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.